Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang xác minh sự việc một công an phường của tỉnh miền Trung Việt Nam đã dùng dùi cui điện khi hỏi cung một nam thanh niên trong lúc người này bị còng tay tại đồn công an, hiện đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Một video lan truyền trên mạng xã hội Facebook trong những ngày qua cho thấy một người mặc sắc phục công an liên tục dí dùi cui điện vào một người đàn ông đang bị còng tay vào song cửa. Trong đoạn clip dài khoảng 40 giây, người công an yêu cầu nam thanh niên ngồi xuống để tiếp tục hành vi dí dùi cui điện khi người này cầu xin và kêu gào, trong lúc dùng một tay còn lại để cố gắng khống chế việc bị dí dùi cui điện vào người. Đoạn clip có tiêu đề Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dùng gậy điện chích vào người dân được cộng đồng mạng chia sẻ vào cuối tuần qua và gây ra một làn sóng phản ứng từ người dùng mạng, gồm cả các luật sư, trong đó có nhiều người lên án hành vi này là nhục hình và vi phạm pháp luật. Trước phản ứng trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa ra thông tin chính thức về nội dung vụ việc liên quan đến đoạn clip, trong đó thừa nhận một nhân viên công an đã dùng dùi cui điện trong quá trình hỏi cung, theo truyền thông trong nước. Người bị dí dùi cui điện trong video kể trên là Dương Văn Hòa, theo Dân Trí, một trong ba đối tượng bị tổ công tác công an phường Vĩnh Điện thấy có biểu hiện nghi vấn và truy đuổi trong quá trình tuần tra của công an để đảm bảo trật tự tại địa bàn phường. Luật sư Phạm Minh Thanh của Văn phòng Luật sư Ban Mai thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc còng tay treo lên cửa sổ, dùng roi điện chích vào người đương sự là hành vi vi phạm pháp luật, bị lên án.